Xin chào tất cả các bạn. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý câu 57 của đề thi đọc Topic 1. Topic 1 là đề thi năng lực tiếng Hàn sơ cấp 1, sơ cấp 2. Đối với phần lớn thí sinh thì đây là phần thi khó, nhưng thực chất nó là một phần thi rất là dễ nếu các bạn biết cách xử lý. Bây giờ chúng ta đi vào tìm hiểu cách xử lý câu 57 của đề thi 41. Chọn câu liệt kê đoạn văn theo thứ tự đúng từ 4 câu cho sẵn. Người ta yêu cầu thí sinh hãy liệt kê 4 câu này theo một thứ tự đúng, tức là tạo thành một đoạn văn sao cho có tính logic. Thực ra đối với những thí sinh khá tiếng Hàn thì việc xử lý loại bài thi này rất là đơn giản, chỉ trong vòng 1 phút mà thôi. Bước thứ nhất, các bạn đọc toàn bộ 4 câu này để hiểu nghĩa của nó. Bước thứ hai, các bạn nhìn xuống 4 câu trả lời bên dưới, thấy tất cả đều bắt đầu từ câu kha, như thế câu kha là câu mở đầu của đoạn văn. Các bạn đã xác định được câu mở đầu của đoạn văn. 3 câu còn lại các bạn rất dễ dàng sắp xếp nó theo một thứ tự đúng. Cuối cùng các bạn đi đến chọn đáp án. Nhưng đối với phần hầu hết, bây giờ chúng ta đi tìm hiểu cách xử lý đối với câu 57 này. Bước thứ nhất, đọc toàn bộ, các bạn cũng đọc một loạt để hiểu nghĩa của 4 câu này. Bước thứ hai, tìm câu mở đầu đoạn văn. Nhìn 4 câu bên dưới, các bạn đều thấy bắt đầu từ câu kha, thế là câu kha là câu mở đầu của đoạn văn. Nếu viết chữ bằng bút bi thì không thể xóa được bằng cuộc tẩy. Bước tiếp theo, chọn câu thứ hai và đồng thời loại bỏ những đáp án sai. Các bạn nhìn xuống 4 câu cho sẵn bên dưới. Câu 1 và câu 2 có câu thứ hai là câu na. Câu 3, câu 4 có câu thứ hai là câu tha. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra câu kha đến câu na xem kết cấu này có hợp lý hay không. Ngày mai khi thi viết, tôi định sử dụng cây viết bút bi này. Cây viết bút bi này là cây viết bút bi nào? Trước câu na này nhất định phải có một câu nói về cây viết bút bi. Do đó, câu kha không thể đi trực tiếp đến câu na. Tại vì trước na này phải có một câu giải thích về hoặc là nói về nguồn gốc của cây viết bút bi. Do đó chúng ta loại bỏ cái giả thuyết câu 1, câu 2 là đáp án. Đương nhiên, câu thứ hai sẽ là câu tha. Tại câu 3, câu 4 đều bắt đầu là câu kha và tiếp theo là câu tha. Nhưng tôi đã nhận được cái viết bút bi có thể xóa được bằng cuộc tẩy từ bạn tôi. Chọn đáp án đúng, như chúng ta vừa giải thích ở trên. Chứ câu na này nhất định phải có một câu nói về cái viết bút bi. Vậy thì câu na là câu số 3. Chúng ta thử kiểm tra đáp án này xem có chính xác chưa. Nếu viết chữ bằng bút bi thì không thể xóa được bằng cuộc tẩy. Nhưng tôi đã nhận được cái viết bút bi có thể xóa được bằng cuộc tẩy từ bạn tôi. Ngày mai khi đi thi viết, tôi định sử dụng cái viết bút bi này. Tức là cái viết bút bi mà tôi đã nhận từ bạn tôi. Ngày mai tôi sẽ sử dụng cái viết bút bi này. Nếu vậy thì có thể xóa được một cách dễ dàng những chữ mà tôi viết nhầm, nên có lẽ sẽ thấy thoải mái. Các bạn lưu ý khi câu người ta cho rằng là Iberpen, Kuberpen, Toberpen thì nhất định phía trước đó phải có một câu liên quan đến Berpen. Theo kết cấu này thì câu 3 là phù hợp. Câu 3 là đáp án của đoạn văn này. Video tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xử lý câu 58.